Em mời bạn thân làm gì em coi. Hôm nay là ngày mùng 1 năm Nhâm Thìn 2012. Sáng 8:50, shipper chuẩn bị chúc Tết cho ba mẹ. Rồi bắt đầu chích xì chúc trước đi. Con chúc ba mẹ làm ăn phát tài, sống lâu trăm tuổi, trăm năm hạnh phúc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ấy. Ừ, ngoan quá. Không lấy cả. Rồi tới em thơ chúc đi. Ngang quá. Đây ba lì xì cho. Không ba cái này. Rồi giờ mình về quê nha.